là một xã ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên thì xã An Khánh có rất nhiều những khu chung cư cũng như là khu dân cư tập trung đông người. Và theo chính quyền địa phương thì có khoảng 20.000 người dân từ các địa phương khác đến đây sinh sống và làm việc. Chính vì thế thì việc quản lý cũng như là việc nhắc nhở người dân khai báo y tế đã được sớm thực hiện, đặc biệt là đối với những trường hợp đến từ vùng dịch Hải Dương và các địa phương khác sau khi mà về quê ăn Tết và quay trở lại địa bàn này. Chúng tôi giao cho trạm y tế trực 24/24 tiếp nhận toàn bộ các cái thông tin của người dân. Toàn bộ các trường hợp mà đến từ vùng dịch Hải Dương ấy thì khi về địa bàn chúng tôi yêu cầu phải khai báo. Vâng, khai báo và lấy mẫu xét nghiệm thì cơ bản đến ngày hôm nay thì toàn bộ 167 trường hợp liên quan đến vùng dịch F1, F2, F3 trên địa bàn xã Khánh thì đều cho kết quả là âm tính. Ghi nhận tại trạm y tế xã cho thấy lượng người chủ động đến khai báo y tế đã tăng liên tục từ sáng qua sau khi nhận được thông báo của chính quyền xã. Trong đó có cả những trường hợp đến từ vùng không có ca mắc COVID-19. Từ lúc tôi lên trên Hà Nội này thì tôi chưa có di chuyển đi bất cứ nơi đâu cả. Và sau khi nhận được thông tin về gì chính phủ thông báo thì chúng tôi có tự động đi khai báo y tế. Mặc dù không phải là ở trong vùng dịch nhưng mà chúng tôi vẫn tự động đi khai báo y tế. Dù mình đến từ vùng trước vùng dịch nhưng mà chưa có ca mắc nào của Hải Dương ấy thì mình cũng thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế. Xác định là địa bàn phức tạp với lượng người đổ về các chung cư ngày càng một nhiều, chính quyền xã cũng đã chủ động đưa ban quản lý các tòa nhà, tổ dân phố vào ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã và trực tiếp giao cho bộ phận này quản lý các trường hợp đang tự cách ly tại nhà cũng như vận động từng người dân khai báo y tế.